Hello, xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình đã chuyên mục khoe hàng với mọi người đây mọi người. Hôm nay mình mới đi mua được hai cái bình nhỏ về. Hôm nay mình mới dở ra để mình quay cho mọi người xem. Đấy. Mọi người nhìn cứ sơ qua hai cái bình này. Một cái bình hoa này là hoa mẫu đơn mọi người. Một bình là hoa này là hoa anh đào mọi người nhé. Bây giờ mình trước tiên là mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem, xong lát nữa mình sẽ quay họa tiết của cái bình này cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là một cái bình này mình không biết có phải hoa mẫu đơn không, hay là bình này khả năng hoa mẫu đơn mọi người. Bình thì mình cũng không dành về hoa lắm mọi người ấy, cái miệng của cái này, cái bình này là 10,5 10 đi mọi người, miệng 10, chiều cao của nó là 20, chiều cao của bình này 20, chiều rộng của nó cũng 20. Hai cái bình này thì nó giống nhau, cao giống nhau, nhưng mà cái miệng bình màu hoa anh đào này thì nó to hơn một chút mọi người nhé. 11 mọi người ạ. Đây mọi người, mình quay cho mọi người xem. Đây, miệng nó là 11 mọi người nhé. Hai cái bình này thì là đều là men dạn rất mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ quay qua cho mọi người xem. Đấy, đây cái hoa anh đào đây, diện Cutani mọi người nhé, diện Cutani luôn. Bình thì là hoa anh đào, toàn bộ vẽ bằng tay, vân nổi hết lên, rất là đẹp luôn mọi người. Bên trên vành miệng có kẻ có vẽ vàng, rất là đều luôn, vẽ vàng rất là đều. Mình quay cho các bạn vẽ vàng trước. Đấy, rất là đều luôn, men dạn nhé mọi người nhé. Đấy, còn đây là họa tiết của bình, đây là hoa anh đào. Đấy, đây là toàn bộ họa tiết của một cái bình hoa anh đào, còn đây là bình hoa mẫu đơn, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Rất nhỏ gọn và xinh. Cái miệng này thì mình kết cái miệng của cái bình hoa mẫu đơn này mọi người. Cái miệng rất là đẹp luôn. Vành đẹp. Hai cái này thì là cái miệng thì là mỗi cái nó có một cái kiểu khác nhau, mỗi một cái là của một nghệ nhân khác, thì là khi người ta đắp cái bình thì người ta tùy ý cái ý thích của từng một người. Còn đây là cái bình này, cái miệng rất là đẹp luôn mọi người. Viền vẽ vàng luôn. Vẽ vàng vẫn còn rất là mới luôn, không có bị chảy xước hay bị mất màu gì cả mọi người ạ. Đấy. Xung quanh miệng vẽ vàng không bị bạc màu theo thời gian một tí nào. Đấy. Còn đây, đến đây là triện đây mọi người. Triện Cutani luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cái bình này là quá tuyệt vời luôn mọi người. Đây là họa tiết vẽ hoa, cũng toàn bộ là vẽ nổi, sờ lên là nó có gợn hết ở tay chứ không phải là in đúng mọi người nhé. Toàn bộ vân vẽ nổi hết, rất là đẹp luôn. Cái vẽ cây lá nó màu xanh này rất là đẹp mọi người. Mọi người xem video này thôi, nhưng mà khi mọi người mà xem trực tiếp thì nó rất là đẹp luôn. Cái bình này nó lại được đặc biệt là nó ở phía đằng sau, nó có vẽ thêm một cái cành hoa ở đây nữa. Rất là đẹp, mới, coi như mới đến 100%, không phải là 90% nữa. Mà thôi, trừ đi 1% là mình mua đồ cũ về, thì còn 99% là mới mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, đáy bình triện, ở bên dưới này nó có một cái đường kẻ đỏ nữa, thì nó tạo một điểm ngấn cho cái bình này, nó rất là nổi lên, rất là đẹp. Đấy, đây hai cái bình này. Mọi người mà ai mà kết hai cái bình này thì cứ liên lạc với mình. Ở phần mình để phần thông tin liên lạc của mình ở phần mô tả video. Mọi người vào đấy, vào Zalo của mình, Zalo và Facebook của mình thì mình dùng chung một cái số điện thoại ở Việt Nam. Số điện thoại của mình là 0962 949 668. Mọi người ai mà
muốn thông tin mua bán trao đổi một cái một sản phẩm nào ở bên Nhật thì mọi người cứ vào đấy kết bạn Zalo hoặc Facebook của mình, rồi inbox cho mình sẽ có những cái gì mình có thể giúp đỡ được mọi người, hay là mua bán trao đổi cái gì thì mình sẽ giúp đỡ trao đổi với mọi người rất thật là tận tình luôn. Đấy, rất là đẹp em Bình này nữa, hoa anh đào rất là đẹp luôn mọi người, bé nổi hết lên. Đây, đây em quay lại nữa một lần nữa cho mọi người xem. Đấy, là cái bình này nhé mọi người nhé. Đây mình quay lại một lần nữa cái bình hoa mẫu đơn này nữa. Đây, rất là đẹp luôn. Đằng sau nữa. Đấy, mọi người ơi, ai mà muốn mua thì là cứ liên hệ với mình nhé. Đây, mình xin phép là mình kết thúc video đây đây mọi người. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và xem video của mình. Và mình xin lời chúc tốt đẹp nhất đến những bạn nào xem video của mình. Chúc các bạn trong cuộc sống luôn gặp những điều may mắn và thành công. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhé.